Mỹ leo thang, gửi tới Ukraine vũ khí thay đổi cuộc chơi, rocket M142 HIMARS. Theo hãng tin RT, truyền thông Mỹ tuần này dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc gửi các hệ thống rocket phóng loạt MLRS cho Ukraine. Nga tỏ ra đặc biệt lo sợ khi ngay sau đó đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Ukraine sẽ gia tăng đáng kể nếu Mỹ cung cấp cho Kiev hệ thống rocket phóng loạt tầm xa đặc biệt nguy hiểm này. Theo ông Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ, nếu thông tin do truyền thông đưa ra là chính xác và chính quyền Tổng thống Joe Biden có ý định gửi các hệ thống M270, MLRS và M142 HIMARS tới Kiev, quân đội Ukraine sẽ có khả năng tấn công các thành phố của Nga, điều mà ông cho là không thể chấp nhận được đối với Moscow. Trong khi đó, ba ấn phẩm uy tín của Mỹ độc lập với nhau đã đưa ra thông báo rằng quyết định chuyển giao cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa M142 HIMARS và hoặc M270 đã được đưa ra. Tờ thời báo New York, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng quyết định này đã được chính quyền Joe Biden thông qua. Và tờ tạp chí đường phố Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ sẽ công bố quyết định vào tuần tới. Trước đó, với sự tham khảo của nhiều quan chức, sự sẵn sàng để đưa ra một quyết định tích cực đã được viết trên CNN. Nói một cách khác, có thể nói một cách tự tin về việc Ukraine sẽ nhận được các hệ thống tên lửa 142 HIMARS và hoặc M270 thông qua toàn bộ làn sóng đưa tin trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Cần nhắc lại rằng, ông Volodymyr Zelensky đã chính thức thông báo về việc phải có được M142 HIMARS lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 4. Sau đó, yêu cầu này đã được lặp lại ở tất cả các cấp. Đặc biệt, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky đã nói về tầm quan trọng của việc nhận nó vào đầu tháng 5. Cũng cần lưu ý rằng, hiện nay vẫn chưa biết tên lửa nào sẽ được chuyển sang Ukraine cùng với các hệ thống này. Bởi vì các hệ thống pháo phản lực này có thể bắn nhiều loại tên lửa khác nhau, từ tên lửa không điều khiển tầm gần tới tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa đặc biệt nguy hiểm. Ví dụ như chúng có thể bắn rocket M26 không điều khiển có tầm bắn từ 32 tới 45 km, hoặc rocket biến thể M30-31 đạt tầm bắn 60 tới 70 km, và kể cả tên lửa đạn đạo lên tới 300 km, đặc biệt nhất là loại tên lửa tăng tầm với tầm bắn lên tới 500 km. Hệ thống tên lửa phóng loạt được Ukraine đưa lên đầu danh sách vũ khí mà nước này yêu cầu viện trợ khi đang tập trung vào cuộc đối đầu giữa các hệ thống pháo và hỏa lực ở miền đông Ukraine. Đây là hệ thống phóng loạt rocket được đặt trên một phương tiện có thể di chuyển cơ động. Chúng giúp các quân nhân đa dạng hướng tấn công trong thời gian ngắn, di tản nhanh chóng để tránh đối phương phản pháo. Pavlo Kirilenko, thống đốc vùng Donetsk ở đông Ukraine, nói rằng việc phương Tây viện trợ thêm pháo binh tầm xa và chính xác hơn như MLRS có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi ở Ukraine. Với tầm bắn vượt trội, MLRS có thể nhắm mục tiêu vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc trao cho Ukraine vũ khí tầm xa có thể khiến phương Tây bị trả đũa nếu Nga bị tấn công. Sức mạnh vũ khí tấn công tầm xa Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine cỡ nào? Đây là lần đầu tiên Mỹ viện trợ cho Kiev các hệ thống vũ khí tấn công tầm xa và được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao khả năng tác chiến của quân đội Ukraine. Các nguồn tin của CNN cho biết, điểm khiến Nhà Trắng lưỡng lự khi chuyển giao HIMARS cho Ukraine là hệ thống này có tầm bắn lên tới 300 km với phiên bản tên lửa đất đối không chiến thuật ATACMS. Trong khi đó, các phiên bản rocket thông thường chỉ có tầm bắn từ 30 tới 70 km. Ngoài HIMARS, quân đội Mỹ còn có một hệ thống MLRS khác là M270 sử dụng khung gầm bánh xích. Xét về khả năng cơ động thì rõ ràng không thể bằng HIMARS với khung gầm bánh hơi 6x6. Một điểm khác là HIMARS có thể được vận chuyển bằng các máy bay vận tải quân sự từ Mỹ thẳng tới gần biên giới Ukraine. Một hệ thống HIMARS hoặc M270 có thể mang theo các cụm ống phóng 12 nòng hay chỉ duy nhất một đạn tên lửa chiến thuật ATACMS tầm bắn 300 km.
Mỗi giàn phóng di động được vận hành bởi 3 binh sĩ, kể cả lái xe. Theo luật quân Mỹ, các hệ thống MLRS với những loại đạn đa dạng về tầm bắn giúp tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong những môi trường mở, đô thị hoặc phức tạp. Ngay cả khi được trang bị rocket không dẫn đường, M270 và HIMARS vẫn được đánh giá là có độ chính xác cao hơn so với các loại pháo phản lực mà Ukraine hiện đang sở hữu. Với khả năng tác chiến như nói ở trên của hệ thống pháo phản lực HIMARS, Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống vũ khí này để tấn công vào các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Ukraine được cho là đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công qua biên giới Nga. Tuy nhiên, Kiev chưa bao giờ thừa nhận công khai những hành động này. Về phía Moscow, nước này tuyên bố sẽ có các hành động đáp trả tương xứng khi lãnh thổ của họ bị tấn công. Đồng thời, cảnh báo phương Tây đừng biến mình trở thành mục tiêu quân sự của quân đội Nga. Thật vô lý khi Nga gọi Ukraine là phát xít và tấn công vào lãnh thổ Ukraine được. Còn Ukraine tấn công lại vào lãnh thổ Nga thì họ lại giãy đành đạch, giãy nảy, phản đối này nọ. Nếu Mỹ chuyển giao HIMARS cho Ukraine, thì Washington đã viện trợ gần như mọi hệ thống pháo binh tốt nhất mà họ có cho Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có một bàn tay dài hơn để tiêu diệt quân đội Nga xâm lược. Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã nhận được các đơn vị lựu pháo M777 tiên tiến từ đồng minh và đã khai hỏa nó trên chiến trường một cách dữ dội và các lực lượng của quân Nga xâm lược. So với HIMARS, pháo M777 có tầm bắn hạn chế hơn, đó là chỉ từ 25-40 km, nhưng nó có khả năng bắn đạn pháo thông minh dẫn đường với độ chính xác cực kỳ cao. Cho tới nay, Nga vẫn chưa công nhận cuộc xâm lược Ukraine là một cuộc chiến tranh, mặc dù chính xác là như vậy. Họ tuyên bố rằng đây là một hoạt động quân sự đặc biệt. Theo Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga có đại diện thường trực của mình, để một hành động quân sự được coi là hoạt động quân sự đặc biệt thì nó phải có nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Không có nghị quyết nào như vậy. Sự thật đó tự động xác định các hành động quân sự của người Nga làm cuộc xâm lược và chiến tranh chống lại công dân Ukraine. Như vậy là mình vừa chia sẻ với bạn xong về HIMARS M142, pháo phản lực phóng loạt có tầm bắn lên tới 300-500 km mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, có thể làm thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại quân Nga xâm lược. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.